được. Đấy, cho nên rất là tiện luôn. Hôm nay chủ nhật thì rất là thoáng. Và quý vị chúng ta nhìn thấy bên cạnh đây cũng là một cái shop đơn lập đang hoạt động. Trên tầng nó còn còn một kinh doanh em còn lắm. Ở tầng 2 ạ. À vẫn là cái tầng này. Nhìn cái quảng trường của Duy Trì này. Chất không? Nơi để cà phê đây ngồi hay thật. Tầng 3 không biết là làm cái gì. Chưa làm gì. Đấy, chỉ có 2 tầng thôi nhưng mà không gian vẫn. Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú chị nha. Hiện tại Thiên Định đang ngồi tại quán cà phê Aha ngay tại quảng trường Vinomotion Park Gia Lâm. Và hôm nay đây mọi người tới uống cà phê rất là đông luôn cô chú chị ạ. Mọi người tới uống cà phê rất là đông luôn và mọi hôm nay là ngày chủ nhật mà ngày 25 tháng 10 năm 2020. Đây, và đây là quán cà phê Aha. Địa chỉ này ngay cạnh quảng trường luôn cho nên mọi người tập trung rất là đông luôn. Và hôm nay lại cũng là ngày chủ nhật rồi cho nên gọi là hầu như khách tới tham quan dự án rất là nhiều. Quán cà phê này cũng khá là đông. Những cái căn biệt thự shop house tại Hải Âu Quốc 1 thì nó có một cái lợi thế là thứ nhất là đơn lập mặt tiền lớn, phù hợp kinh doanh bữa hàng nhà hàng ẩm thực hoặc là bữa những cái chuỗi cà phê như cà phê Aha, cà phê Highland Coffee đúng không ạ? Đấy, thì vị trí này cũng khá là đẹp. Không gian thì rất là thoáng đây. Thế định chia sẻ luôn là những cái căn biệt thự shop house như này thì cô chú chị chúng ta nhìn thấy là cái mái che chúng ta có thể là đẩy ra sát ngoài bên hông luôn, đẩy sát ra ngoài bên hông và đẩy sát ra ngoài phía trước mặt tiền luôn. Chính vì vậy mà cái không gian bên ngoài đấy, đây là cái không gian bên ngoài đây. Đây là cái không gian bên ngoài thì bên chủ nhà họ còn làm luôn, họ làm cái không gian bên cạnh này để bố trí bàn để ngồi cà phê luôn. Cho nên tận dụng được rất nhiều các cái không gian mà hầu như là ví dụ diện tích xây dựng như cái căn này là diện tích 288 m thì diện tích xây dựng nó chỉ là 117 m thôi, nhưng mà khi mà mở rộng ra được thì xung quanh đều tận dụng để chúng ta bày bàn ghế ra để chúng ta kinh doanh được. Đấy, cho nên rất là tiện luôn. Đây, kia trước bên kia chính là biển hồ và bên đây chính là quảng trường luôn với những chuyện. Đây, bên đây chính là quảng trường Vinomotion Park luôn, quảng trường cá voi luôn. Hôm nay chủ nhật thì rất là thoáng và mọi người tới chơi rất là đông. Thời tiết thì hơi âm u một chiếu tại vì có đang ảnh hưởng bão. Sáng nay thì thời tiết rất đẹp nhưng thời tiết bây giờ thì đang hơi âm u. Ở quảng trường thì hôm nay tổ chức cũng khá là nhiều các cái sự kiện vui chơi giải trí dành cho trẻ em. Đây. Quảng trường thì những cái quán cà phê cũng như là những cái quán ẩm thực mà ngay gần quảng trường nó là một cái lợi thế vô cùng tuyệt vời. Được cái vị trí thì thứ nhất là đi qua ai cũng đi qua quảng trường. Đấy, cái dọc trục Hải Âu 01 thì hiện tại là đang là cái trục gọi là kinh doanh hot nhất và Thiên Định cũng đánh giá là bây giờ thì để mà kinh doanh được thì chỉ có cái trục Hải Âu 01 là kinh doanh sầm uất nhất thôi. Thì cô chú chị chúng ta nhìn thấy bên cạnh đây cũng là một cái shop đơn lập đang hoàn thiện. Đấy, bên kia thì cũng có nhà hàng Nhất Long, nhà hàng Phí Béo, cà phê Nhất Long. Đấy, bên này dãy bên này thì cô chú chị chúng ta có thể nhìn thấy được là rất nhiều căn đang hoàn thiện để đi vào thi công luôn, để đi vào kinh doanh luôn. Đây, bắt đầu đến tầm chiều là mọi người tới tham quan cũng rất là nhiều luôn. Biển số chất thế 11188. Ôi ôi, chào anh em. Anh ạ. À. Chào anh. Xe chất quá anh ạ. À. Anh ấy là sở hữu cho mình một căn biệt thự đơn lập tại Ngọc Trai đấy cô chú chị ạ. Một căn đơn lập 288 m tại Ngọc Trai.
VIP thế, xe quá VIP luôn. Đấy, bên trong này, cô chú chị nhìn thấy không? Hai bên nhá, ở cửa là chúng ta cũng thể bên trong mọi người còn ngồi, có thể ngồi bên ngoài còn thích ở bên trong. Bên ngoài thì đây cái máy kính hệ thống che này. Hệ thống che mà bên kiểu như là bên căn bên cạnh kiểu như nó cũng không ảnh hưởng gì luôn. Kể cả mưa gió hay ánh nắng thì nó cũng không phản chiếu vào, rất là tiện. Đấy, kinh doanh thì được bày bàn hết mảng ngoài này. Đấy, đây là mặt trước. Thế thì sẽ đi vào trong nha cô chú chị nhá. Đây là bên trong, không gian bên trong cực kỳ thoáng luôn. Phải nói là căn shop kinh doanh cà phê AHA được thiết kế được chủ thiết kế rất là, thứ nhất là vừa đơn giản mà lại tạo nên là cái không gian nó rất là rộng luôn cô chú chị ạ. Đấy, nhà hàng thì đơn giản thôi, bàn ghế cũng rất là đơn giản thôi nhưng mà rất là sạch sẽ. Đấy, cô chú chị nhìn không? Đây, bên trong này là còn có bàn nữa đấy cô chú chị ạ. Sau này còn có bàn này. Đấy, chúng ta muốn sự yên tĩnh, riêng tư thì chúng ta vào trong này. Cái khu vực này là khu vực rửa chén. Đấy, rất là hợp lý luôn. Bên này là quầy thu ngân. Đây, anh bảo trên tầng có còn kinh doanh không? Còn ạ, ở tầng 2 ạ. À, vẫn là tầng 2, cũng tìm cà phê luôn đúng không? Ok, thế thì sẽ lên tầng 2 để cho cô chị xem nhá. Đây, cô chị nhìn thấy thoáng không? Cực kỳ thoáng luôn. Đây, tầng 2 trên này thì nó thoáng, cũng rất là đơn giản. Bên này là có nhà vệ sinh này. Bên này thì ở bố trí bàn kiểu này là phòng ăn, đây cà phê ngồi này. View đây thì định mở cái cửa ra cũng chỉ thấy cái view bên ngoài này. Ui chất thế, hôm nay mới lên tầng 2 của cà phê AHA. Thiết kế khá là đơn giản nhưng mà là thấy thực ra ngồi này rất là thoải mái. Đây nhìn cái quảng trường của chú chị này. Chất không? Quá đẹp luôn. Đấy, đứng đây là view quảng trường luôn này. Không biết tầng 3 là làm gì. Thì tầng này là thấy là view đẹp rồi. Ngồi đây là ngồi cà phê ở đây mà uống cà phê thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Ngồi để cà phê đây ngồi hay thật, công nhận thiết kế rất là hay luôn nhá. Phải đánh giá là căn này thiết kế rất là hay luôn. Tầng 3 không biết là làm cái gì. Để chuẩn bị để lên tầng 3 cho nó. Tầng 3 chưa làm gì cô chú chị ạ. Tầng 3 này chắc là có thể là phòng ngủ thôi. Chưa làm gì. Đấy, chỉ có 2 tầng thôi nhưng mà không gian rất là rộng luôn nhá cô chú chị nhá. Đấy. Thì hôm nay Thiên Định vừa mới review cho cô chú chị chúng ta cà phê AHA đối diện ngay quảng trường Vinomotion Park Gia Lâm. Một cái vị trí kinh doanh hiện tại đang rất là sầm uất. Thế thì xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta đã theo dõi video nhé. Hãy ấn nút theo dõi và đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Thiên Định. Vâng, Thiên Định xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị chúng ta ở những video tiếp theo. Vâng, Thiên Định xin chào.